Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đến việc từng bước của bài 64 bước nhạc hoa. Thì trong bài này Khánh Linh sẽ chia ra làm hai tổ hợp. Sau đây Khánh Linh sẽ đi phần quay mặt trước để cho mọi người theo dõi tay và chân. Sau đó Khánh Linh sẽ đi hướng sau. Chúng ta cùng đến với tổ hợp thứ nhất. Chúng ta sẽ bước chân trái sang trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Và bây giờ thầy Linh sẽ hướng dẫn đếm nhịp cùng hướng cho mọi người. Tổ hợp thứ nhất. Bước chân trái sang trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp xong của bài 64 bước Trung Hoa. Và bây giờ Khánh Linh xin mời mọi người cùng vào phần cấp nhạc.